乱乱的眼泪跟寒雨混成一团，眼前的色彩忽然被点燃，你的影子无尽在身边。
đây là tờ 500 ngàn. Mình không có giàu có gì với ai, nhưng mà mình thích là mình chơi cho anh em, tặng anh em người nào đi qua được cái cầu khỉ này là tặng anh em 500. Để mình giới thiệu cuộc chơi tỷ lệ cho mọi người coi nha. Điểm là điểm, điểm đi ở đây, điểm đến là bên kia. Ai đi qua được bờ bên kia mà vác cái thùng nước này nè, nửa thùng à, không nhiều, nửa thùng à, đi qua bờ bên kia chạm với người quay phim cái là lấy 500 ngàn. Nhưng mà với điều kiện là phải bịt mắt nha. Rồi bữa chơi cái trò nút dây cái ly lỗ 700 rồi, hôm nay không có muốn lỗ 500 nữa. Ai chơi? Trời ơi. Em luôn gì? Em luôn. Luôn thắng còn. Phải muốn là luôn thắng còn luôn. Rồi, qua bên kia. Em luôn nha. Em chơi không? Em chơi. Chơi. Tỉnh chơi được không? Em đâu tỉnh không? Ờ tỉnh ha. Rồi. Ừ. Em tên gì? Em tên Sinh. Phương, Phương Sinh nha. Rồi Phương Sinh. Có con nhỏ nào làm mai lên. Em chơi nữa. Rồi. Em là tôi mâm, tôi hút là Nguyễn Trúc Cường. Trời ơi, quá dữ. Rồi nè. Để cắt 500 lên cái nón cái đi, để người nào nhận thưởng cái lấy 500. Ai, ai tên Lương Tấn Cường cả đây. Em. Khoan, khoan anh. Khoan anh xuống. Mà 500 rồi. Được tao giữ, được tao giữ, được tao giữ. Chúc mình tới đi cho mình nè. Rồi, rồi đi cho mình. Chưa có lấy tiền mà đi gì? À, nói chút rồi. Nó chưa có quà nữa nha. Nó chưa có quà nữa nha. Tỏ bá chị nào chết nít. Rồi đứng lên cầu coi. Đứng lên cầu coi chết á. Rồi đó thấy chưa? Rồi rồi. Anh thấy chưa? Rõ chưa? Rõ rồi, rồi rồi. Thấy rõ rồi. Không hí à. Anh hí mà mất thêm 500 nữa à. Rồi rồi, rồi. Anh đếm từ 1 tới 3 là em đi vô bầu lên kia. Ok. Ok rồi, chưa? Ok. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Trời ơi. Thùng nước. Thùng nước hả? Trời ơi, khó hả? Khó đâu, khó chưa? 1 2 3 bắt đầu.
muốn gì hả con gà kia? Hả? Hôm nay tao tới là để mút mì ra đồ con heo mập địch. Tao có làm gì đâu mà mày muốn mút tao? Hả? Tao không hiểu thịt mì ngon ở chỗ nào mà tại sao mọi người lại thích ăn thịt mày chứ không thích ăn thịt tao nữa. Tại vì thịt của tao nấu nhiều món hơn thịt của mày. Mày im đi. Im mà ủi chào mày luôn. Im đi. Mày muốn chơi thịt đâu? Tao chơi nè. Mày làm gì có cửa trong tao mà mày đặt cá? Hả? Ủi mày luôn khỏi cửa. Mày bị dính cái cọc rồi làm sao mà nấu lại tao hả con heo kia? Tao chấp mày cái cọc luôn. Đúng là ngu như con heo vậy đó. Tao ngồi nói lại coi. Tao nói là mày ngu như heo vậy đó. Ngu như heo nè. Tao không hiểu tại sao mọi người nói mày ngu như heo mà lại thích ăn thịt heo. Mày im đi, tại vì họ muốn ngu, vậy cũng nói cho được. Nè, bây giờ thì tao đã hiểu lý do tại sao người ta thích ăn thịt mày. Mày im đi mày. Bởi vì người ta thích ngu cho nên mới ăn thịt mày, đó đồ con heo. Ờ, thà vậy còn đỡ hơn mày. Đỡ gì? Nói ra mắt con mày nhục nữa. Mày có chịu nói không? Mày, mày. Hay quá. Nói không? Nhục. Hả? Nhục. Tao nhục cái gì? Nhục cái gì? Nhục cái đầu mày nè, nhục. Mày có ngồi giải thích cho tao nghe thì tại sao nói tao gà là nhục hả? Ừ, mày thử lên mạng mà coi mấy thằng trẻ trâu nó hay dùng từ gà đó. À, hèn chi, bị mất phân lông cho nên không ai thèm mua thịt tao mà ăn nữa. Giờ mày sáng mắt ra chưa con? Nhưng tao vẫn bức xúc là tại sao nãy giờ mày chơi bức nút với tao luôn vậy hả? Tao bức cái lông luôn rồi. Ở đó. Mày có ngon gắn cửa vô mà đá với tao chứ đừng lấy cái lỗ mũi mà ủi tao nữa được không? Thì mày cứ lấy cái lỗ mũi ủi lại tao đi. Trời ơi, vậy cũng nói cho được. Đâu á, cái lỗ mũi tao bự bằng lỗ mũi mày hả, đồ con heo mập. Ủa, vậy chứ chân tao có cửa hả? Thôi mày hãy im đi, con heo mập. Thịt của mày có nấu cà ri được với tao không mà xạo? À, con heo. Vậy chứ thịt của mày có kho tiêu ngon mà thịt của tao mà xạo? Mày bị lỡ mồm lông móng rồi, thịt của mày không có ngon bằng thịt tao đâu con heo ơi. Ủa, vậy chứ mấy thằng cúng gia cầm thịt ngon lắm chắc. Dạ, em nói thôi, cúng gia cầm. Cúng gia cầm. Con heo mất nết. Thịt của mày có làm phô mai que được với tao không mà que hả mày? Con heo kia. Ừ, thì xấu được rồi sao? Láo mày, phô mai que, phô mai que hả? Phô mai que. Ê, có người tức kìa, không làm được phô mai que nên tức kìa. Thì mày tức rồi mày. Thì mày cứ biến thành phô mai que đi rồi về rồi tao ăn thôi, gì đâu. Trời đất ơi. Ăn tao đâu có dễ, mày biết chỗ nào đâu mà mua. Trời, phô mai que trong nét bắn đời. Láo với tao dám âm mưu ăn thịt tao nữa hả con heo? Thôi ra mày đừng có để tao xúc miệng nha. Láo sườn. Chơi gì chơi miếng má, yếu mà mày đặt ăn hủ tiếu.彩笔悠悠，千万莫欺少年穷。哇，你为什么昨天晚上去打麻将？还有什么好说的？动手吧！没有成英雄，不怕世人笑我疯。好汉不提当年。Thank you.
再说两遍来，说说两遍来，哦，两遍说两遍来。Yeah.